tịch này. Nam Điền cục tịch đây, Nam Điền này. Đấy. Thì những cái củ này thì tùy người bán các bạn, có những người thì qua hàng chục triệu. Tùy người hỏi mua, có những người mua thì người ta có cảm giác là mình không thiện chí thì người ta báo lên rất cao. Đấy. Còn nếu mà biết nhau rồi thì sẽ không múc à? Trời ơi, cây trông bắt mắt thật, nhưng nhìn nó hoàn toàn vằn đấy, khó chơi lắm. Từ trước em vào tận vườn mà nó múc cây nào đâu? Mênh mông ở chỗ Hòa Lạc ấy. Toàn cành, không múc một cây nào. Toàn cành cắt ra như này, cây nào như cây nào. Ừ, toàn ngọn cắt ra, chứ ngoài ngọn cắt ra nó phải đẹp cơ, cái đẹp. Con này, xong bên này con này. Đây là không có bệ. Ừ. Chưa có. Thì đương nhiên là không có rồi, nó nhìn trên nó chả ra làm sao. Toàn 5 triệu, 4 triệu rưỡi. Đấy, em đi cả vườn cơ, múc cây nào đâu. Nó vàng hecta ấy, toàn như thế này. Thì anh bảo trên này về ra kiểu gì nữa để nó ra cái giá. Nhìn thì đúng là tí nữa thì xa xa trông có vẻ bắt mắt, nhưng mà nhìn nó kỹ lại đúng không? Chưa. Mà có đâu có rẻ đâu. Quá đắt. Không có rẻ đâu. Từ trước em vào cả vườn mà có cây tùng hay quá, nhưng mà kìa. Bao nhiêu? 2 triệu. Cái kia bằng ngón tay này. Đúng rồi. Cái chắc đấy, chắc bao nhiêu đấy? Bảo xuống hả? Bỏ xuống tí rồi đấy. Bao nhiêu? Lên quanh triệu thôi. Bây giờ chắc là bán thôi. Hoặc là lên quanh đây chờ đến trưa tí. Đúng rồi, phải ra. Anh thấy cũng lao ngay. Chắc là mới cho sang chậu. Ừ, mà ông khoảng mới sang chậu. Nhưng mà cái động sang chậu này thì gốc nó rộng hẳn ra. Bán vào đất. Nghiên cứu. Định anh về đấy à? Xem quanh thì đã. Đấy, hàng cục này. Đấy, còn anh em quen cả. Đấy, cục. Hàng cục. Nam Điền cả đấy. Buồn bác nào thợ về buôn, còn một là làm một đôi cây về chơi thôi. Và thực tập không, thứ nhất là không rẻ, thứ hai là nó rất là xa xăm, rất là xa xăm. Mở hàng chú. Vừa này sáng nay mưa to quá, thế đi kiểu gì, sáng nay đi kiểu gì? Đất là gì các bác? Hàng đất là trồng giấy đất, bể nó không có bể chậu, cứ phi thẳng xuống là bể rất là khô lên thì là mấy đấy là gọi hàng đất. Hàng có chậu thì có giá học nhiều, rất nhiều. Vâng, bác. Đấy, chắc là xem video mình biết. Cái này là đây là mẫu đơn đâu, nó có giá đâu. Sang tầm mình mà giá đơn nó mình tầm mình nó mua mình thì bò nó mua tôi đi, mình phụ nối các người nó đeo cũng một cái thùng số mình phụ nối con này phải mình phụ nối nhiều cây đẹp lắm. Bà bán cho nó còn mẫu đơn trang mình nhìn mà bảo cái rình này mà rình dành chắc mình biết luôn, hoặc là cây bồ đề. Nó là cây bồ đề hoặc là cây rình rành mình bán nó 3 triệu rưỡi rồi, nó bán này nhiều tiền không bác? Hai triệu rưỡi nó được treo còn hai triệu cây nó là non chậu là trông đẹp ngay. Ừ, dù không phải là mưa chứ. Nãy tôi đi qua tôi nhìn tưởng cây bồ đề đó, không phải bồ đề trang. Trang. Bông trang. Đỏ. Trang của đông trang. Trang đấy. Trang đỏ. Xì chứ. Bé xíu xíu. Xíu chậm.
400.000. Mai mà. Mai. Mai chứ. Em tên là Mai. Tên đi bao tiền chú? Mai á. Mai chứ. Mai chứ. Mai chứ. Mai chứ. Mai chứ. Bây giờ cứ dáng làng nhiều cục nhiều u là nghịch thích lắm, nhiều đầu nhiều. Đó, đúng rồi. Thợ chơi phối đẹp rồi. Đi sang bên này. Có vâng, đẹp quá. Con này bao tiền đấy ạ? 15 triệu em ơi. 15 triệu. Quay cho đẩy chúng cho các bác thôi, bác nào hợp vu thì xem thôi. Còn là tại cái dây thép này không gỡ được rồi, nhưng mà không sao, dây khỏe ra màn thì gỡ ra là toang. Ghế đẹp quá. Ghế. Sang bên này nào. Đây. Xanh à? Nhìn cứ tưởng cái gì. Đây là móng này. Nhìn nhìn thế này thì bắt mắt quá, nhưng mà thực tế là khó chơi. Vệ thì nó cũng đang phun ra rồi, nhưng mà thế này chỉ cắt đi ngăn lại thôi. Rồi hoàn cảnh này nó cũng khó hợp với các bác hàng mới chơi, nhưng mà vấn đề là giá lại khác, còn 4-5 triệu một cây này. Qua thì quay ở trên này, mày cắt được cái xanh quê này, cắt hơi sớm này. Xanh quê nào anh? Cái xanh cục đấy. À, có thằng nó múc bố mất rồi. Ok, cắt quá. Đấy thì nhưng mà bây giờ muốn khoe thì phải cắt. Thì sao mày để to để... Đấy nhưng mà nó múc mất rồi. Nói để cắt khác. Đúng rồi. Biết là quá sớm. Quá sớm. Thế nhưng mà cổ lại dính cái món này này chứ. Chứ thích quay liên tục lên. Nhưng mà quá sớm. Quá sớm. Không phải lừa vào bây giờ mà. Ngồi ở nhà mà hết việc thì phải lôi ra mà làm thôi. Cắt cái tăng bọc là nó cắt trụ lụi rồi đúng không? Tầm khỏe nó cái kia nó. Thế mày khổ à? To như một tay cắt chuyển nó đẹp. Bảo bây giờ mà không cắt thì nó lại còn ở chỗ mình. Cắt thì mất. Cái cối làm được thế nào? Khó đấy. Cái cục này. Vâng.
nhìn như con cóc ấy. Ôi, là con tia này là con đấy. Quê. Quê thì thế này hiếm rồi. Ừ. 5 triệu với 4 triệu đây, xung quanh đây. Lá móng. Lá móng rất đẹp đấy. Đấy các bác đang check là cắt mấy cây sớm đấy, đúng rồi. Là sớm thật, quá sớm, vừa sớm. Si, dừng si. Này thì tôi xin phép không hỏi thì là các bác sau các bác ra xem thôi. Vượt thế đây, xa vời vợi đây. Việt là thích thì 10 múc thôi. Nguyệt quế bao tiền anh vơi? 4 triệu. Cây này thì chả biết. Cây này chắc đắt hơn nhỉ? Xa vời vợi ngồi đây nè. Giang tay thôi. Đấy. Xanh điền đấy chứ. Đã. Đấy 4 triệu rưỡi. 4 triệu rưỡi. À đấy, 6 triệu. Anh Điền ơi, sao mà yêu đến thế nhỉ? Đấy. Chả chịu mang cái đẹp ra chứ. Cái đẹp. Cái này bao tiền chú? Thân thế nào?